Xin chào tất cả mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu này như sau. Đầu tiên chúng ta phải đi tìm điều kiện của log. Thì trong trường hợp này, chúng ta sẽ có x trừ 1 lớn hơn 0. Cục tiếp theo, log cơ số 2 của x trừ 1 lớn hơn 0. Tại vì nó nằm bên trong cái cục log tiếp theo này, của cái này, cho nên mình cũng phải đặt điều kiện luôn. Để trừ 1 sang bên đây, x lớn hơn 1. Sau đó đặt, còn cái này là đặt 2 mũ cả hai bên. Thì cái này này chúng ta sẽ có x trừ 1. Còn này là số 1. Để trừ 1 sang bên đây, x lớn hơn 2. Kết hợp hai điều kiện này thì chúng ta sẽ ra là x lớn hơn 2. Bây giờ chúng ta sẽ giải cái cục bút phương trình này. Đầu tiên á, số 0 á, mình sẽ đổi thành log cơ số của 0,2 số 1. Tuy nhiên, cơ số của chúng ta là từ số 0 cho đến số 1. Như vậy bên trong cái cục này sẽ đảo chiều. Sau đó chúng ta đặt hai mũ cho cả hai bên. Hai mũ log cơ số 2 của x trừ 1 chúng ta ra x trừ 1. Còn này là ra số 2. 2 cộng 1 ra 3. Như vậy kết hợp cả hai cái cục này lại thì chúng ta ra kết quả là như thế này. 2 cộng 3 ra 5, câu C. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.